Xin chào các bạn, mình lại đeo khẩu trang bởi vì chúng ta đang ở trong những ngày hết sức là nhạy cảm và đại dịch có thể là bùng phát bất cứ lúc nào. Thực ra là đã bùng phát rồi. Những cái ngày như thế này thì các bạn nên là bảo vệ sức khỏe cho mình cũng như là người thân bằng cách là chăm đeo khẩu trang này. Ngoài ra thì chúng ta cũng phải giữ vệ sinh sạch sẽ tay chân cũng như là ăn chín uống sôi đấy. Nên là mình đeo khẩu trang đoạn đầu chỉ định nhắc như thế thôi. Ui bí quá. Ngày hôm nay mình sẽ quay video mở hộp một chiếc điện thoại. Mọi người còn nhớ cái video lần trước mà mình bảo là mình chia tay iPhone X không? Và cái điện thoại tiếp theo mà mình sẽ sử dụng là gì? Và xin... Khổ lắm, đây là bây giờ các bạn biết là bùng phát dịch corona. Nên là bây giờ đi làm là mình phải vác theo đứa em 6 tuổi tên là Bon. Ngày toàn dân đưa trẻ đến cơ quan đấy. Khổ ghê, các trường là được nghỉ hết. Thế mà các cơ quan thì không được nghỉ. Và mình vẫn phải làm video. Và xin giới thiệu với các bạn, đây là một món quà mà mình đã được nhận từ hồi vẫn còn làm ở Vật Vờ Studio. Từ năm ngoái cơ. Một anh có theo dõi Facebook cá nhân của mình, và hôm là anh inbox là anh muốn gửi quà tặng cho mình và cháu thỏ, thì tặng cho mỗi người một chiếc điện thoại. Thì anh còn ghi nốt trong này là Vayo điện thoại màu hồng cơ. Và hồi đấy là mình có mở hộp, thì mình cũng dự định là sẽ mở hộp chiếc điện thoại này trong khi mà mình có kênh riêng. Từ đấy đến đây thì cũng phải được gần một năm mà mình vừa cắm sạc thì điện thoại nó vẫn lên. Nên là mình quyết định đây sẽ mở hộp cho các bạn xem chiếc điện thoại tiếp theo mà mình sẽ sử dụng thay iPhone X. Và không biết là bây giờ anh ấy còn theo dõi kênh mình nữa không, nhưng mà đây là một sản phẩm mình thấy là mác là cà phê di động mà chuyên bán những sản phẩm điện thoại như kiểu Sharp, Siêu các kiểu. Cái này không ăn tiền quảng cáo nha các bạn. Đây chỉ là một món quà mình nhận và mình unbox thôi. Kênh mình cũng chưa lâu lắm mà. Ở đây là chiếc điện thoại Sharp Disney với mã hiệu là DM01H. Và cái cảm nhận đầu tiên của mình khi mà mở hộp xong rồi nhận được món quà này ấy là nó đáng yêu kinh khủng. Và nó là một cái màu hồng mà mình thích ấy, mọi người biết không? Mình thích màu hồng kinh khủng khiếp luôn. Mình phải gọi là thích màu hồng nhất trong số các loại màu ở trên thế giới này. Màu hồng phớt và rất là đẹp. Ở mặt lưng lại còn có những cái kiểu nhũ kim tuyến nữa, xinh cực. Và chiếc điện thoại này thì nó nhỏ gọn như là một chiếc điện thoại dành cho trẻ con ấy. Và đúng là phiên bản Disney mà các bạn, là dành cho trẻ con mà. Mình vẫn trẻ con mà, mình mới có 16 tuổi. Và cái này thì anh bạn ý lại còn cẩn thận, chu đáo đến mức mà dán cả sticker nữa. Những cái sticker rất là dễ thương. Và chúng ta chỉ có một camera thôi. Trong khi xu hướng bây giờ càng nhiều lỗ thì lại càng xịn, thì đây giờ mình đã quay về một camera. Một điểm nữa là mình thấy ở trên sản phẩm này ấy, khi mà mình cắm sạc lên thì còn có cả đèn LED ở phía dưới. Các bạn nhìn thấy những cái sao này không? Nó thành đèn LED màu luôn. Nhìn trông hay cực, bắt mắt, nhìn nó lạ lạ ấy. Ngay cả hiện thông báo ấy, kiểu các bạn cũng có thể cài đặt này, nó hiển thị luôn. Ở phía dưới thì sẽ là loa ngoài này. Đầu tiên là khởi động máy trước đi. Docomo, tin được không? Chiếc điện thoại này đang chạy là Android 5.1.1. Như kiểu bỏ iPhone X và quay lại thời kỳ đồ đá trước đây. Ngoài đấy, nhìn thấy chưa, Disney Mobile này các bạn. Và cái kích thước màn hình của chiếc điện thoại này cũng nhỏ gọn cực, có 4,7 inch thôi. Thậm chí là mình sẽ cho các bạn xem một vài những cái thông số nhá. Là ngày xưa ấy, mà có cái này ấy, là gọi là hơi bị khá bá đấy. Nếu mà cách đây khoảng 4-5 năm, bởi vì em này sở hữu con chip là Snapdragon 808 nhá. Ngoài ra thì là còn có chống nước IP68. Cái này mình chưa test thử, mình mới mở hộp thôi. Pin thì 2008, cái hồi đấy pin gần 3000 thì cũng là xịn rồi đúng không? Có cả quay chậm 2100 khung hình trên giây nữa. Và đây là một chiếc điện thoại mà màn hình 120Hz đầu tiên trên thế giới. Và với cái kích thước màn hình 4,7 inch này thì mình thấy trở về sử dụng nó rất là thú vị các bạn ạ. Ở đây thì giao diện chúng ta sử dụng là Android. À quên, điện thoại của mình đang sử dụng là Android 5.1.1 nhá. Và nhìn giao diện là kiểu độc quyền Disney luôn. Và mình thích ở đây một điểm là cái phần hình nền ý. Các bạn sẽ có rất nhiều những cái tùy chọn thay đổi hình nền khác nhau, phong phú cực kỳ. Ở trong album ảnh của chiếc điện thoại này thì mình đã có sẵn rất nhiều rồi. Không biết là chủ cửa hàng tải về cho mình hay là có sẵn ở trong máy. Nhưng mà nhiều hình về hoạt hình Disney đẹp lắm. Kiểu xoay như là điện thoại bây giờ xịn thế. Xong ở xung quanh các bạn sẽ nhìn thấy có một cái icon kiểu bay sóc này, tàu hỏa này, rồi là chuột Mickey này. Chạm vào đây thì nó sẽ mở ra là một cái giao diện khác và toàn tiếng Nhật. Thì mình chưa đi học, đợi bao giờ mình tốt nghiệp tiếng Nhật thì mình sẽ dịch cho các bạn. Nhưng đại khái là một cái nhân vật gì đấy mình chưa tìm hiểu kỹ. Và ở đây một điểm hay nữa là Android 5 nên chúng ta sẽ không có những cái thao tác cử chỉ chạm vuốt hiện đại như bây giờ đâu, mà các bạn sẽ lộn. Và mình sẽ sử dụng là 3 phím điều hướng ở phía dưới luôn. Và cái cảm giác mà mình chạm vuốt trên chiếc điện thoại này thì đúng là màn hình 120Hz. Nói chung là thấy chạm vuốt cũng thoải mái đấy các bạn ạ. Không bị giật lag như chiếc iPhone X của mình khi mà đánh văn bản quá nhanh
spider đâu. Cảm thấy là khá mượt so với cái tuổi đời mà cũng cách đây phải tầm 4-5 năm rồi. Và thấy bảo là với con chip 808 ấy, nó sử dụng cũng ngang ngang so với iPhone 6. Ở đây thì được cài sẵn cả Nova Lantro luôn này, để có thể sử dụng giao diện Android một cách dễ dàng hơn, nhìn sẽ gọn hơn. Một điểm mà mình sẽ giới thiệu cho các bạn là gì mọi người biết không? Đó chính là về phần camera. Thực ra thì mình rất quan tâm đến camera của chiếc điện thoại, và mình bảo là mình muốn đổi điện thoại để mình đến với những chiếc smartphone có camera góc rộng như này nọ, nhiều tính năng chụp hơn. Nhưng mà quay với chiếc Disney Mobile này của Sharp ấy thì nó lại ngược lại. Và mình sẽ chỉ có một camera chính với độ phân giải là 13 megapixel thôi. Và cái camera thậm chí nó còn rất là to như thế này nữa cơ, có đèn flash LED. Camera selfie của mình là 5 megapixel. Và một điểm mà khi mà mình bật camera lên mình cảm thấy hơi lạ một chút là camera nó lại đặt ở phía dưới như này, nên chụp ảnh lúc nào mặt cũng phải ngước lên. Còn nếu như muốn thuận mắt thì mình lại phải lộn ngược điện thoại cơ. Nó còn có những cái hiệu ứng kiểu bling bling ở xung quanh màu xanh này. Lại còn có tiếng chụp ảnh nữa. Đúng là điện thoại cho trẻ con ấy. Cái gì đấy? Hào xà hay cả hát chà. Đúng rồi, đây là tiếng của Mickey Mouse các bạn ạ. Trời ơi, có tiếng của con Minnie này. Cái gì hát xì ạ? Yêu vậy. Bây giờ có tiếng của vịt Dona nữa. Ôi giời ơi. Eo ơi, nghe như là mắc ấy, em mắc ị á. Nói chung là điện thoại này thì mình thấy lâu không sử dụng, mình thấy là khá là hay. Tuy là từ xưa đến giờ thì mình chưa bao giờ được sống chiếc điện thoại như này đâu. Này các bạn có thấy là cổng sạc là micro USB ở ngay bên cạnh này luôn. Lâu rồi mới thấy những chiếc điện thoại mà thiết kế kiểu cổ này. Và bên khe này còn có cả ổ cắm micro SD này, thẻ nhớ các kiểu này, răng giết các kiểu này. Không biết là chống nước IP68 có đỉnh thật không ta, có chỗ móc treo chìa khóa. Nói chung là đấy, đây là cảm nhận của mình về chiếc điện thoại này, rất là dễ thương mọi người ạ. Còn nếu mà thực tế để dùng thì mình nghĩ không đánh giá cao lắm đâu. Nếu như các bạn nào thích mà công nghệ, cái này thì để nghe gọi xong rồi lướt Facebook nghịch tinh tinh thôi. Phải đặc biệt là cho trẻ con ấy sẽ rất là thích. Hình như là giá bây giờ là 1,5 triệu hay bao nhiêu ấy. Mình được tặng luôn một cái ốp. Và những cái phụ kiện bên trong thì mình sẽ mở hộp luôn cho mọi người xem nha. Ôi, một bộ dán sticker luôn, trời ơi. Thực ra là mấy cái này đã bị bóc lột chấn từ lúc nhận hộp rồi. Và còn nữa, mình thích cái này nhất. À không, mình thích sau cái điện thoại. Tại điện thoại màu vệ sinh. Móc chìa khóa này, móc chìa khóa hình con Kitty. Sao lại còn cái Ninja Kitty nữa, màu tím. Nếu như nó là màu hồng hay là tuyệt không, nhưng mà siêu xinh. Ở đây thì mình sẽ có hai cái cáp sạc, một cái cáp sạc bọc da bò, cổng là micro USB, và một cái cáp sạc bọc khá là chắc chắn, và cổng là Type C. Và đây là một củ sạc Nhật nữa, khuyến mại cho mình tận hai củ sạc. Anh ấy rất là xịn nha. À đây là phiếu bảo hành luôn. Sản phẩm DM01 Tupayo, gói bảo hành 9.999 tháng. Là bao lâu? Lúc đấy mình đã già chưa? Còn răng không? Chết rồi à? Ôi vãi trưởng, 9.999 tháng chia 12 đi em. Ủa 100 tuổi à? Ui, bảo hành kiếp sau luôn anh ơi, xịn quá. Thực ra thì mình thấy là khá là xinh xắn đấy. Mình sẽ để làm báo thức hoặc gì đó, hoặc là để phát nhạc Bluetooth chill ở nhà. Các bạn thấy như thế nào về sản phẩm này? Thực ra đây có phải quảng cáo quái đâu nhỉ? Đây là một sản phẩm mà mình bóc quà được tặng thôi. Và mình rất là cưng cái màu này và cảm ơn người tặng. Mặc dù là cái video này bị lên khá là lâu. Cảm ơn anh rất nhiều ạ. Không biết anh còn theo dõi Facebook cá nhân của em hay không? Mong là anh sẽ nhận được cái lời cảm ơn này nhé. Còn bây giờ thì chúc các bạn sẽ vượt qua được cái mùa dịch này một cách khỏe mạnh. Nói chung là hãy giữ gìn sức khỏe của chúng ta nhé, để có thể xem được nhiều video của Bio hơn. Bây giờ thì xem xong video rồi, các bạn hãy rửa tay thật sạch và chuẩn bị đi ngủ đi, tại mình up video buổi tối mà. Bye bye, nhớ like và subscribe nha.